Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay hai vợ chồng mình buổi chiều cuối tuần rảnh rỗi tham gia làm một chuyến du ngoạn ở bờ biển Huntington Beach ở miền Nam California. Lâu quá rồi mình không đi. Và trước mình đi ra thẳng biển luôn, đâu có đi vòng vòng đây đâu. Để coi coi có gì ăn, cứ đi chơi trước thôi. Giống như bên châu Âu thôi, ngồi này là châu Âu phải ngồi ngoài lề đường, mình thấy cái tiệm nó nhỏ xíu. Xuống cái cầu Jesus Christ, the Bible will be played. What is the good of the ở dưới đó biết tại gì không? Ở dưới đó là mấy đồ ăn không? Ừ, có cái nhà hàng á. Nhà hàng hamburger Ruby. Ừ, thì xuống như đây trước. Thì xuống như là chợ mua lần cát không à cục cưng. Ừ mà hồi nó vô giày á. Thằng mốt đi cầm đi dép tăng đồ đi. Đừng có dự định đi lội đó thôi. Cái vòng vòng đây thôi rồi. Đi bữa tối một chút thì nó mát thôi ha. Này hơi sớm. Thì đi thử thử. Đi cà phê mình mau mệt lắm. Ừ, không mình đi ở đây một chút. Đi nhanh nhanh thì mau mệt. Nó có cà phê xe nữa nè. Yes, coming back. We'll give you that. Okay.
chắc là làm. Ai riêng đó ăn không? Hết dịp đi rồi lạnh à. Không nấu vừa thử đi ra luôn nè, đi từ từ thôi. Hai chục phút có 20 phút à, từ cái nhà mình chạy tới mình cũng có gần xuống biển, nhưng mà thật ra biển Cali nó không có tắm được, nó lạnh lắm à, hả, cái nước biển Cali nó không có giống như nước biển ở bên mấy cái vùng khác, nó hơi ấm, còn nước biển ở Cali nó lạnh. Nước biển Hawaii thì ấm mấy ngọt ấm, nhảy xuống mình tắm mấy đã rồi, không có tắm được, mấy đứa tắm được rồi nó gan lắm. Cái biển này, này thì nó cũng reopen lại chứ hồi xưa nó cũng đóng. Dạ, mấy cái ví dụ Covid nó đóng hết. Uh-huh. Nhưng mà tại vì á, nói chung biển thì cái không khí nó cũng thoáng ha. Cũng ok. Miễn sao đừng có gần nhau quá. Ừ. Đừng có đụng chạm gì thì được.
Tiện ở dưới mình cũng chưa search coi nó có cái gì ngon nên ra mình cũng chẳng biết. Chứ sợ đông là phải đợi chỗ thì đứng chờ một chút thôi. Thank you.
có bữa nay chiều mà chưa lạnh ha. Thường thường chiều thì lạnh quá. Nó bắt cái gì bẫy gì cá nhỉ, cá lục phơi nhưng không được nhớ mới thấy lần đầu có tí xíu. Em tưởng nó bắt được một con giống như là cho bắt được ốc tròi. Cho ăn đi quay cho bi xít hả chị ngã đây. Bữa nay là lâu lắm rồi á, mình mới đi uống đi xuống bia mà mình đi dạo bờ biển với xã mình ở bờ biển này gọi là Huntington Beach ở South California. Mình đi ở trên cái cầu xuống đây nè để mình ngắm cái sunset á. Rồi ở dưới đây là nó có cái nhà hàng duy nhất thôi, là nhà hàng gọi là Ruby Dinner. Thì lâu lắm rồi cũng không có ăn cái dạng mà giống như fast food á, giống như là burger, hamburger á. Cho nên lâu lâu mình cũng ăn thì thấy nó cũng hơi lạ ha. Rồi mình uống, tại vì ở đây thì không có nước nhiều đâu nên chỉ uống đậm thôi thôi nè. Đây nè, còn luôn nào. Mặt canh luôn. Mặt canh. Đẩy vô. Yeah, ông xã mình thì uống gì đó hai đứa khen. Đi mệt uống đã khác. Mời cả nhà bữa nay thử cái tiền ăn gọi là fast food sạch, ăn món ăn hamburger đơn giản, làm vợ và ngắm mặt trời lạnh, mặt trời lạnh ngoài được hả? Này hả? Thì gọi cái này là của gọi là what we call Lassie's Ruby Burger with cheese hả? Là món của cái nhà hàng này. Nhưng mà cái phần phạt thường thường là đi chung với khoai tây chiên à. Nhưng mà tiền đổi thêm, tiền trả thêm tiền từ 1-2 đồng bao nhiêu đó thì lấy thêm cái này gọi là khoai lang chiên crispy potato. Khoai nó ngon hơn, dinh dưỡng hơn. Nhìn ăn ra mời thật đó, món này rồi mình đi á mà mình đang đói bụng á, mình ăn nó vẫn thấy ngon á. Còn khi mà mình không đói thì mình nghĩ mình chê mình lựa mình muốn ăn, nhưng mà khi mà mình mệt mình đói rồi thì ăn rất là ngon. Dạng à, hấp dẫn à. Còn mà muốn ngon nữa thì mình phải đi trong bờ biển á, ở bên trong cái city á thì nó còn có mấy nó quán cao cấp hơn một chút. Ngon á. Nhưng mà nó lại không gần biển, không có nhìn được biển. Đúng rồi, ở trong đó thì nó đông lắm, trời nhiều lắm. À, cái suy nghĩ thôi chứ không phải là bờ biển, còn đây là chuyện lao tới ngoài bờ biển luôn á, bờ biển luôn. Mình ngồi trên cái cầu ăn nói chung là nóng mà hả, cũng có lá đẹp hả, tôi mấy đồ với là chi chà chi với lại hamburger bánh mì nhưng mà không biết
tại mình đói hay sao mà mình thấy cũng thấy ngon á, thì nó rất là còn nóng cái bánh đó. Mỗi lần mình đi mua về cái mình tới nhà nó nguội rồi, nó không có ngon, bữa nay nó nóng á, ăn thấy cũng ngon lắm cả nhà. Quay để giới thiệu cho nhà một chút xíu gì thôi ha, để mình ăn cái này nha. Chúc các bạn ngày vui vẻ. Wow. Rồi bây giờ là cảnh về ban đêm nha. Cũng là cái cảnh hồi chiều chụp buổi tối. Bây giờ thấy nhiều người câu cá không? Hai bãi biển ban đêm đó. Nhiều người câu cá sao? Thank you.
Việt Nam không? Hồi xưa tại vì bán trong nhà hàng thôi, bây giờ nó cấm không cho ăn trong nhà hàng, thành ra phải ra ngoài ngồi trời ngồi ăn. Giờ không thấy đâu á. Này đông quá trời. Nhìn giống bùi viện không? Oh my God.